vì sống trong căn hộ bẩn như bãi rác mọi chuyện bắt đầu khi chủ của một căn hộ cho thuê tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã rất sốc sau khi bước vào căn hộ mà mình đã cho thuê khi khung cảnh bên trong giống như một bãi rác với các loại rác vứt ngổn ngang và thậm chí phân chó rơi vãi trên sàn nhà trước đó căn hộ này được một cô trẻ gái thuê và cô chỉ mới rời đi không lâu người phụ nữ chủ nhân của căn hộ đã thuê một nhân viên vệ sinh để giúp mình dọn dẹp lại căn hộ nhưng người này thậm chí đã từ chối vì tình trạng bên trong căn hộ quá bẩn không còn cách nào khác. Người này đã phải liên hệ với cô gái trẻ, người đã thuê nhà trước đó, và yêu cầu cô phải dọn dẹp sạch sẽ căn hộ mà mình đã ở. Chủ nhân của căn hộ còn cho biết cô gái vừa rời đi đang còn nợ mình 3.000 tệ, tương đương 9,8 triệu đồng. Tiền nhà, câu chuyện sau khi được truyền thông địa phương đăng tải. Lúc này cư dân mạng mới phát hiện ra cô gái ở bẩn trong câu chuyện kể trên là một hot girl internet. Có họ Lý, nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn và đáng yêu, Lý thường xuyên đăng tải các đoạn video và hình ảnh lên mạng xã hội giúp cô sở hữu tài khoản Weibo với hơn 1,1 triệu người theo dõi. Sau khi câu chuyện bị vỡ lở trên mạng, Lý đã phải quay trở lại căn hộ mình thuê trước đó để tự tay dọn dẹp bãi rác mà mình để lại, giải thích về phân chó tràn ngập trong căn hộ. Cô cho biết chú chó mà mình nuôi đã đại tiện ra sàn trong lúc cô đi công tác nên không có ai dọn dẹp.